kính chào toàn thể anh chị em nhà Mường. Là Ban đây, Ban đã quay trở lại với chương trình VNM Voice of nhà Mường rồi đây. Người bạn dẫn của Ban là anh Táo Mèo, hôm nay lại đang phải đi công tác. Nên trong số VNM đầu tiên của tháng 4 này, Ban sẽ dẫn chương trình mà không có anh Táo Mèo. Anh chị em nhà Mường thân mến, vậy là tháng 4 đã về, tháng 3 khép lại phía sau con ngõ nhỏ. Tháng 4 chập chững chạm đất trời, chạm đáy mắt ai cười trong veo. Tháng 4 đến, tháng 4 về, ùa vào lòng ta những mênh mang như đứng giữa thảo nguyên đầy gió. Tháng 4 bình dị như cái cách mùa xuân dần chia tay với đất trời, báo hiệu mùa hạ rực nắng đang bẽn lẽn giao mùa, tiễn biệt ngày xuân. Tháng 4 về, cánh én chở mùa xuân đi rất vội, những sắc hoa đào đã tắt từ lâu, nhưng còn đó những tinh khôi của loa kèn trắng muốt, chút kêu xa trong gió nghiêng nghiêng. Màu đỏ rực của hoa gạo như trời kia thắp sáng những ngọn đèn, và đâu đó trong tháng tư bâng khuâng đầy gió hát, nắng đang lên trong suốt dịu dàng. Những tia nắng êm dịu thổi hồn về cho phố, xuân vội vã qua, cơn mưa chiều vụn vỡ, vội vã buông lơi những say đắm tình đầu. Anh chị em ạ, vừa qua thì ban biên tập của chương trình VNM Voice of nhà Mường có nhận được một lời tâm sự của bạn nữ đang làm việc tại bộ phận lễ tân. Em sinh ra vào mùa loa kèn nở và chia tay mối tình đầu của mình cũng trong những ngày tháng 4. Hôm vừa rồi khi làm thủ tục check-in cho khách, em đã gặp lại mối tình đầu của mình. Chuyện đã qua lâu và em cứ nghĩ rằng bản thân mình đã ổn. Nhưng khi gặp lại thì hóa ra không phải vậy. Em đã rất bối rối. Nhưng vì công việc của một người lễ tân và ý thức được thái độ phục vụ khách hàng của mình là bộ mặt của khách sạn, nên em đã cố hết sức để tỏ ra bình thường với người ấy như bao khách hàng khác. Người ấy đã lập gia đình và em cũng không hề có suy nghĩ gì khác. Lòng quả thực có chút sóng lăn tăn, nhưng em thật lòng mong cho người ấy và gia đình được hạnh phúc. Bạn thân mến, qua những dòng tâm sự của bạn, bạn cảm thấy chắc hẳn bạn là một cô gái có tâm hồn đẹp. Ai trong chúng ta cũng đều có cho mình một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Người ta nói, tình đầu có muốn cũng chẳng thể quên, có cố bao nhiêu cũng không dễ gì ngưng nhớ. Có người sau mối tình đầu học được cách thế nào là buông tay. Có người sau mối tình đầu học được cách trân trọng tình yêu hơn. Vì là tình đầu nên có nhiều sai lầm mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đối mặt và vượt qua. Điều đầu tiên bao giờ cũng khó quên, cho dù có qua bao nhiêu năm tháng, với biết bao nhiêu biến cố đi chăng nữa, mối tình đầu vẫn vậy, nên sau đó trở thành mối tình khó quên nhất. Ai lại nỡ quên những cảm xúc bỡ ngỡ, chưa trọn vẹn, đã từng trải qua trong những năm tháng thanh xuân của mình. Người ta bảo, mối tình đầu cũng giống như những vết chân trần trên biển cát, cho dù bước thật nhẹ, thật chậm, thì những vết hằn cũng vẫn rất sâu. Tình đầu có đuổi cũng chẳng đi, nhưng có mời cũng sẽ không mặn mà tới nữa. Tình đầu đứng đó, thi thoảng chỉ nhìn người khóc cười với những ngây ngô. Bản thân mình cũng giống như bạn, cũng đã từng có mối tình đầu và chia xa. Cho đến khi có thời gian khiến mình bình tâm mà suy tỉnh, thì cả hai đều đã là của người ta. Không biết đường cũ, người có ghé thăm, ngày xưa người có từng nhớ tới. Không biết liệu hình dung về một người năm kia mải rong chơi mà đành lòng thất hẹn có còn khiến tim ta run lên những trách hờn. Tình đầu nằm lại như những ngày chưa quen. Bạn à, trong cuộc đời này ai cũng có những lúc may mắn được là một thời của nhau, một thời được gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao nhiêu lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Tình đầu không thuộc về nhau mà thuộc về nỗi nhớ. Ai cũng có cho riêng mình một thời sai khác, vì tuổi trẻ của chúng ta là để đánh mất nhau. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhánh hoa rơi. Em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh, khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi, nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình.
chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười, nhưng cánh hoa phai tàn thật nhanh. Em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió, để lại tháng tư yêu đó. Mùa xuân mất em như đã bắt đầu, và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhánh hoa rơi. Em vội xa khuất theo tia nắng chiều, để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh. Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng, để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình, nhưng chặng đường dài nữa đã một lần gục ngã. Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn, những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật. Giá như tôi một lần tin em, cô gái thường nay hóa theo mây gió, để lại tháng tư ở đó. Anh chị em đồng nghiệp thân mến, người ta nói tháng tư là tháng của những lời nói dối. Thế nhưng những ai lựa chọn một lời nói dối trong tháng tư này, bất kể là điều gì thì trong đó vẫn luôn có một chút thật lòng. Trong số VNM này, chương trình nhận được chia sẻ từ một bạn Bellman. Bạn có tâm sự rằng: em thích thầm một bạn đồng nghiệp tại khách sạn đã lâu. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ, mỗi lần bạn ấy giúp đỡ khách hàng, lúc bạn ấy nói chuyện cùng đồng nghiệp khác trong khách sạn cũng khiến trái tim em loạn nhịp. Cảm thấy bạn ấy lúc nào cũng xinh đẹp và đáng yêu, kể cả khi bạn ấy bị trưởng bộ phận nhắc nhở, cái mặt bí xị của bạn ấy cũng làm em cảm thấy đáng yêu vô cùng. Chúng em có kết bạn Facebook với nhau, em chỉ like ảnh chứ ít khi comment status của bạn ấy. Nhưng thực ra, những dòng tâm trạng của bạn ấy em đều lặng lẽ xem. Bạn ấy thích uống trà sữa, khi thấy tâm trạng của bạn ấy không vui, em sẽ mua cho bạn ấy một cốc trà sữa. Nhưng sợ mọi người trong khách sạn biết, sợ bạn ấy biết, nên em phải mua trà sữa cho tất cả mọi người hôm ấy trực ca. Bảo là vì em thích uống trà sữa nên mời mọi người cùng uống cho vui. Thật ra, em không thích uống trà sữa chút nào. Hôm cả tháng 4 vừa rồi, em có tỏ tình với bạn ấy. Thật lòng em sợ bị từ chối nên mới chọn ngày cả tháng tư tỏ tình. Bị từ chối thì vẫn còn có đường lui. Chúng em vẫn là bạn tốt, là đồng nghiệp tốt, khi làm việc cũng đỡ ngại ngùng. Nhưng mà hôm sau em thấy có một người mang bó bông đến tỏ tình với bạn ấy. May là bạn ấy không nhận. Thông qua chương trình VNM, em muốn gửi tới bạn ấy một lời nhắn: Hát mập à, anh thương em thật đấy, không phải đùa đâu. Bạn Hát thân mến, không biết bạn có đang nghe chương trình VNM của chúng tôi không? Khi nghe xong tâm sự của bạn nam giấu tên gửi đến chương trình, bạn có nhận ra bóng hình quen thuộc hay không? Chàng trai không thích uống trà sữa nhưng rất quan tâm đến bạn và luôn nhận ra khi nào bạn đang vui, khi nào đang buồn. Bạn nam ơi, bạn cảm thấy rằng nếu bạn đã thích người ta, sao bạn không thử dũng cảm đối diện với cô ấy, nghiêm túc tặng một bó hồng thật lớn và nói với cô ấy rằng anh thích em, rất thích em. Tại sao bạn không nói ra điều đó vào một ngày khác không phải ngày cả tháng tư? Lựa chọn ngày cả tháng tư để tỏ tình, rốt cuộc bạn vẫn cứ sợ hãi, sợ lời tỏ tình của mình sẽ nhận lại lời từ chối của đối phương, sợ nói ra không thể vãn hồi. Thế nhưng bạn thân mến à, cô gái ấy sẽ không đứng yên một chỗ để đợi bạn, bởi ai rồi cũng sẽ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Bạn không nói, người ta làm sao biết? Nhân đây, mình có một món quà cũng như là một lời nhắn muốn gửi đến bạn và tất cả những bạn thính giả đang lắng nghe chương trình VNM ngày hôm nay của chúng ta.
Khi hạ về, anh lại viết tình ca về dấu yêu xưa dù chỉ là ký ức. Tháng tư sang làm tim anh thổn thức, bao nhớ thương cứ chờ trực trong mơ. Khúc tình ca anh viết tự như thơ, có em lung linh giữa bờ hư thực, có tình yêu đầu ngập tràn lồng ngực, và mỗi đêm về thao thức nhớ nhung. Anh viết tình ca thêm chút mông lung, những buổi hẹn hò ngại ngùng chẳng nói, dằn vặt trong lòng đặt từng câu hỏi, tìm câu trả lời sợ tội người ta. Mạnh dạn lên nào, tuổi trẻ của chúng ta chẳng hai lần thắm lại, cơ hội cũng vậy. Chương trình chờ những dòng tâm sự vào một ngày gần nhất từ bạn về câu chuyện với cô bạn tên Hát nhé. Thời gian trôi từng sáng tối, sao quá vội, vẫn luôn là mình em thôi. Nhìn theo anh tim tan vỡ, gần bên anh mãi là một giấc mơ. Biết điều riêng ai là sẽ buồn, biết điều đơn phương là sẽ luôn còn mãi trong lòng những tổn thương. Sợ anh biết, sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc, lúc muốn khóc lại giữ trong lòng. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Baby, let's go. Anh chị em nhà Mường thân mến, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Ban xin được nói lời chào tạm biệt anh chị em. Mọi tâm sự cũng như những lời nhắn gửi tới một ai đó, anh chị em có thể trực tiếp gửi về địa chỉ email nhamuong@muongthanh.vn hoặc gửi trực tiếp về đường link đã được đăng tải trên fanpage của nhà Mường. Hẹn gặp anh chị em ở những số VNM tiếp theo của nhà Mường. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.